Chào tất cả mọi người đến với đá quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay mình giới thiệu cả nhà mặt nhẫn nam nha các bác nhé. Đá sapphire, sapphire lục yên bái nha các bác nhé. Màu thì màu xanh đậm. Hàng này thì là hàng tự nhiên 100% nha các bác nhé. Không xử lý cái gì. Trọng lượng viên này là 21 carat. Dài là 16 mm và rộng 12 mm các bác nhé. Mặt nhẫn nam khối thì cao, nhẫn nam mà vừa đẹp, à, xanh đậm nhé các bác nhé. Hàng này hàng thịt nhé các bác nhé, nên là không thông đèn, nên là giá cả thì rất là phải chăng. Nên nhẫn vàng, nên nhẫn bạc thì đều đẹp hết như vậy nhé. Đá tự nhiên 100%. Bác nào thích kiểm định thì em kiểm định cho luôn được. Sapphire xuất xứ từ Lục Yên Yên Bái nha các bác nhé. Khối cao. Anh chị em nào mà có nhu cầu muốn sở hữu thì để lại số điện thoại hoặc là alo cho em ạ. Và số điện thoại hoặc Zalo là 0922 314 333, 0922 314 333. Vâng, anh chị em nào mà có cùng sở thích đam mê về đá quý cũng như là đá phong thủy thì có thể là đăng ký kênh nha các bác nhé. Đăng ký kênh và giao lưu các món hàng lại xúc nha các bác nhé. Bên nhà em thì có rất nhiều loại. Các bác cứ vào trang cá nhân của em là biết có rất nhiều loại. Và video em làm thì nói chung là làm thủ công, không cắt ghép cũng không chỉnh sửa gì, nên là anh em cứ yên tâm về chất lượng và hình ảnh. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ.